Đền Bayon có tổng cộng bao nhiêu tháp bốn mặt, bao nhiêu gương mặt cười kỳ bí và tại sao người Khmer lại thích con số 9? Mình đoán là đền này đang đứng, đền này là đền Bayon. Xây dựng cái này là 120m², độ âm là 7m, ở dưới là đá âm, ở trên đây là đá, này là đá thạch. Tại sao nó có mấy cái lỗ này nè, đó. Tại sao mình có nhiều lỗ, lỗ đó biết ta làm gì không? Làm cái vòi á, vòi á, đóng cái vòi xuống á để cho bên kia mình cho dây thừng á, để cho vòi nó kéo. Và gia đình mình biết người ta xây dựng cái đền này là người ta xây từ dưới trên xây xuống, không phải từ dưới xây lên nha. Ở trên xây xuống. Đầu tiên gia đình mình ở Việt Nam mình có ai làm nông nghiệp đúng không? Thứ nhất là người ta đổ cái đống lúa. Anh nhớ cái đống lúa ta đổ không? Thì cái đống lúa đó ta làm cái đền. Ta làm cái khương là cái đền đấy. Đền đá ông ở dưới á, ta làm tốt cái chảnh á. Đầu tiên là đống lúa ta đổ tốt cái chảnh. Thì cái ngọn lúa này nè, cái ngọn lúa mà cao này nè, là cái ngọn mình ta làm cái nền lên đó. Thì người ta đổ đất, đất để làm gì? Dài lên để cho voi nó có cái đường để kéo lên. Khi mà anh đổ bự ra thì có cái kéo ra bự lên là cái góc để kéo đá lên trên. Khi mà lên trên bắt đầu dựng xong là mới moi đất ra. Mà anh làm ở trên thì hồi xưa nó đâu có máy cẩu đâu, đúng không? Nên là làm ở trên ta làm cái dưới đống lúa gì đó, gia đình mình hiểu không? Ta làm từ trên như vậy đâu, ta sử dụng tới 1.500 con voi để ta làm. Thì gia đình mình nghĩ đi, trong một cái kiến trúc trong thời đế chế Khmer, một cái nước thế chế nào mạnh mà để xây dựng được cái này, nó là một kinh đô đồ sộ nhất trong thời đế chế. Vì vậy nên là ở trên đó gia đình đã có là 54 tháp, 54 là người ta lấy con số 9 đó gia đình nhá. Rồi ở trên một tháp như vậy là 4 mặt nhân cho 54 là 216 gương mặt, cũng là số 9. Thì nói chung tóm lại người Khmer, người Campuchia, người ta thích là thích số lẻ, cho ta không thích số chẵn. Nói số xẻ, lên số lẻ là số sống á, ta không lấy số chẵn. Vì vậy nên là số 9, thằng Naga cũng chỉ là 1, 3, 3 đầu, hoặc 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu. Đó, 9 đầu là tối cao hết, có nghĩa là từ thằng Naga là 9 đầu. Ở tháp này cao hết là 43m, ở giữa trung tâm 43m đó có là tượng Phật Thích Ca bằng vàng hơn 1m, rồi số là kim cương hộp sòn. Nói chung là những cái gì mà quý giá nhất là tôi đưa vào tượng Phật đó. Vì sao là bí vua Suja cho bản thứ 7 đó, ông là tín ngưỡng Phật giáo và thứ 12 là ông tín ngưỡng Phật giáo, nên ông làm cái thì đẹp nhất là ở đây, bốn mặt từ tượng trưng cho đông tây nam bắc. Vì vậy nên là cái đền này cũng bốn cổng đi ra. Và vào thế kỷ 12, diễn biến vào thế kỷ 12, Trung Quốc nó sẽ qua làm gì, đầu tư cái gì, làm ăn cái gì, thì nó sẽ đi đây qua đây. Rồi trận đánh như thế nào của Champa chiếm như thế nào là đi khắp thẳng con áo hết. Vì vậy nên là đoàn của mình phải đi theo sang để sang thuyết minh vòng qua đây hết. Vòng qua bên kia là mình đi qua bên xe luôn, mình không có quay lại đây, mình báo cáo hết. Hơi dài, không biết cả nhà mình có nghe và hiểu hết được câu chuyện hay không.